fuori da Gà! Ove che? Hai, sa ciò. Ma è una gatta no? A questo. Ma è una? Tiếng Nhật cũng đỉnh thật đấy. Đúng là mất công học hết một năm ở Việt Nam mà khác. Giám đốc nói gì cũng hiểu. Sà chô, bưu đô tà bê mạng sen kà? Ôi xì đấy. Nè, Kiên Cường. Hay. Kì nô, quá giờ tụi đặt tà đấy chô? Quá giờ. Ôi, Kiên Cường, mình cứ stay đấy. Hay. わざわざ分かる？分からないです、うん、わざわざっていうのは例えばわざわざ来てくれてありがとう。ああ、ありがとう、うん、わざわざ持ってきてありがとう。ああ、わざわざ作ってくれてありがとう。分かった？分かりました。うん、ああ、わざとです。わざと？なに？何も首首首首ここです。首ここです。はあああ đấy các bạn thấy không, cái từ わざと là cố tình đúng không? Thế nhưng mà cái cậu thực tập sinh này này, cậu ấy lại hiểu rằng là mất công cất công là điều gì đó, thế nên là mới xảy ra một cái tình huống không đổ vào đầu như thế này đúng không? Hay. Vậy thì các bạn nhớ nhá, khi mà mình không hiểu tiếng Nhật thì hãy nhớ hỏi giám đốc như là どういう意味ですか? Đấy, chính xác phải như thế nhá. どういう意味ですか? 社長! Bye bye!